Một gánh càng khôn quay xuống ngàn, hỏi rằng chỉ đó nói rằng than. Ở với lửa hương cho vẹn kiếp, thử xem sắc đã có bền gan. Càng khôn quay xuống ngàn, hỏi rằng chỉ đó nói rằng than. Ở với lửa hương cho vẹn kiếp, thử xem sắc đã có bền gan. Du ngữ trên thuyền rồng, Trần Khánh Dư lặng lẽ chống sào ngồi quan sát từ xa. Có một thanh gỗ tạo thành đường đi nối từ bờ lên thuyền. Đứng hai bên là Tả Hữu Thánh Chực đang làm nhiệm vụ kiểm tra những người lên thuyền. Đúng như một ngày hội của các dương hầu, ngoại trừ những lúc vua triệu về kinh bàn việc, chưa bao giờ thấy các dương hầu nô nức kéo về một địa điểm chiến lược như vậy. À, chào ngài. Chào ngài. Chào Trần Huệ chứ. Chào. Dạ, chào ngài. Chào ngài. Đầu tiên là Trần Quốc Khang và Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Quang Khải người tầm thước, có vẻ nho nhã, mặc áo gấm, không đeo kiếm. Thái sư là người duy nhất quân Thánh Dực cho phép đeo kiếm lên thuyền. Theo sau ông là Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, dẫn áo sa, tóc buông dài, vẻ mặt anh tuấn tiêu sái, tay phe phẩy quạt. Không đeo sáo sắc, bước lên thuyền ung dung như thần tiên. Kế nữa là Chiêu Quốc Dương Trần Ích Tắc, phe phẩy quạt bước lên, vẻ mặt cũng không kém phần ung dung. Có lẽ ông ta là người ít lo lắng nhất trong số các dương hầu. Khánh Dư lại thấy ba cha con Hương Đạo Dương. Quân Thánh Dực tra xét họ rất kỹ, lâu hơn những dương hầu khác. Khi người lính Thánh Dực lịch sự xin Hương Đạo Dương cây gậy bịch đầu sắc nhọn, ngài cũng nhẹ nhàng để lại cho họ. Theo sau ông là Quốc Nghiễn và Quốc Tản, tất cả đều mặc áo vải, không ai mặc giáp. Cuối cùng là các dương hầu quý tộc khác như Trần Bình Trọng, Trần Kiện. Chỉ đến khi cậu thiếu niên Trần Quốc Toản bước đến thì quân Thánh Dực ngăn lại. Tránh ra! Thưa ngài, khi nào ngài đủ tuổi thì sẽ được lên thuyền. Đợi đến khi ta đủ tuổi thì bọn giặc thác nó làm cỏ hết chỗ này rồi. Các người xê ra. Thưa ngài, tránh ra. Xin ngài hãy bình tĩnh. Tránh ra. Xin ngài hãy bình tĩnh. Còn tránh ra hay không? Quốc Toản hét lên và dùng nắm đấm cố gắng đẩy người lính Thánh Dực sang một bên. Quốc Toản, không được hư. Toản không hét nữa, cậu giằng tay ra. Ban cho Quốc Toản trái cam, rồi lui ra ngoài cho người lớn bàn việc. Viên quan nội thị kính cẩn bước đến dâng trái cam. Toản cầm lấy, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ ấm ức khi từng dương gia một bước lên cầu để lên thuyền. Mọi người ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Có tiếng cự cãi trên thuyền, một số dương gia khoa chân múa tay rất hùng hồn. Trần Nhân Tông có lúc phải đứng dậy khuyên can. Khánh Dư giả vờ chèo thuyền ngang qua, cất tiếng hát. Một gánh càng khôn quay xuống ngàn, hỏi
rằng chỉ đó nói rằng thằng ở với lửa hương cho vẹn kiếp, thử xem sắc đa có bệt gan. Trần Nhân Tông và mọi người ngừng cự cãi. Họ nhìn thấy một chiếc thuyền chở than đi ngang qua. Ai như Nhân Huệ thì phải, gọi hắn lại đây. Hai ba anh lính chèo thuyền tiếp cận thuyền bán than. Ta chỉ là một kẻ bán than hèn mặt, có việc gì mà phải triệu? Mấy anh lính chạy về tâu lại. Phong thái như vậy đúng là Nhân Huệ Dương. Ta biết người thường sẽ không dám nói như vậy đâu. Mấy anh lính lại ra mời Trần Khánh Dư một lần nữa. Lúc này Khánh Dư mới ra vẻ miễn cưỡng chèo thuyền tấp vào bờ. Khi đi qua hàng lính thách dực, Khánh Dư bị khám xét rất dữ mới được cho lên thuyền. Khánh Dư khinh khỉnh bước lên. Xung quanh là ánh mắt thiếu thiện cảm của các dương hầu và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh em Quốc Nghĩa. Đồ chó! Khánh Dư liếc nhìn Trần Hưng Đạo, ngài vẫn nghiêm nét mặt. Anh ta lao tới tính ăn thua đủ. Khánh Dư cũng chuẩn bị nắm đấm. Đột ngột một bàn tay níu lấy áo choàng Quốc Diễn. Ngồi xuống. Quốc Diễn nén cơn tức giận lại, ngồi xuống. Du ra hiệu cho lính mang áo khoác tạm cho Khánh Dư. Khánh Dư đến trước mặt vua vái chào rồi ghé xuống ngồi cạnh Trần Hưng Đạo, lúc này đang ngăn cách anh ta và hai đứa con nóng máu. Giải tên người Tống đó ra đây. Quân Khánh Dực áp giải một người Tống. Khánh Dư nhận ra ngay hắn là kẻ bị tóm ở Vân Đồn. Hai tay bị xiềng xích, hắn cúi xuống lạy vua như tế sao. Ngươi là gián điệp của Mông Thác phải không? Dạ không phải. Tôi chỉ là dân buôn trà thôi mà. Khách buôn mà lại vẽ họa đồ chi tiết gì vậy à? Vẽ cả đường sông, đường biển, dùng kinh, dùng trại, chú thích chi tiết không sót một chỗ nào. Dạ không. Hoàng thượng, người để tôi. Khánh Dư rút một cây roi cá đuối ra đánh chát xuống sàn. Roi cá đuối này đánh vào thì không có chết đâu, chỉ có thúi thịt thúi da thôi. Trần Khánh Dư vung tay lên định giáng xuống thì tên người Tống co trúng người. Để tôi khai. Quả thật nước Nguyên đang sửa soạn binh mã để trần trị giao chỉ. Ai giao ngươi việc này? Ngươi nhận thông tin từ ai? Gã người Tống vội im bặt, không nói điều gì ra nữa. Tôi không thể nói được. Nói ra họ giết tôi chết. Ngươi không nói thì ta sẽ đánh chết ngươi tại chỗ, chứ không cần lũ giặc hồ giết ngươi. Nói. Không nói cũng chết, mà nói cũng chết. Tên người Tống khóc lóc gian lại. Khánh Dư đã hết kiên nhẫn. Tuy nhiên vua Trần đưa tay ra ngăn. Thôi, giết hắn cũng không ích lợi gì, cứ giam hắn vào trong ngục tối, biết đâu hắn sẽ suy nghĩ lại. Ta biết bọn giặc hồ muốn vào cướp nước, như vậy là đủ rồi. Gã người Tống mừng rỡ vái tạ rối rít. Vua Thánh Dực tới xốc nách hắn đưa ra ngoài. Vua Trần đưa tay lên bóp trán, rồi ngài đứng dậy đi đến sa bàn. Nãy giờ mọi người đã được phân công đến các nơi hiểm yếu khác nhau để chặn giặc. Nhân Huệ, có ý kiến gì không? Trần Khánh Dư đứng dậy đi một vòng nhìn sa bàn. Sau khi lẩm nhẩm một chút, anh ta đưa tay điều động lại các quân trên sa bàn, di chuyển các đội thuyền, các đội quân, tạo thành một hình thế thực sự vững chãi. Ngoài trừ Hưng Đạo Đại Dương sẽ xây dựng phòng tuyến giả kiếp,
đặt trọng binh ở Phả Lại và Bình Thang. Chiêu Văn Dương đến vùng Bạch Hạc, Chiêu Minh Dương đến vùng Hoang Diễn. Đối với các tướng khác thì tôi đã sắp xếp lại một chút để phù hợp với khả năng của từng người. Riêng tôi ở Hải Đông mấy năm nay, quen biết dân địa phương tại đó. Cửa Vân Đồn xin cứ để tôi trấn giữ. Trần Hưng Đạo nhìn vào cũng nhẹ gật đầu, nhuốc râu. Vua Trần cũng như được khai sáng ra điều mới mẻ. Vậy ta phong Nhân Huệ làm phó đô tướng quân trấn giữ giữa Vân Đồn. Thế giặc lần này có thể rất lớn. Mặc dù tôi tình nguyện ra tuyến đầu cự địch ở Vân Đồn, nhưng chúng ta cần một đội Đoạn Hậu Cảm Tử. Chúng ta cần một đội Dũng Nghĩa. Vậy ý Nhân Huệ là chúng ta cần một đội Đoạn Hậu à? Trần Khánh Dư liếc nhìn thằng nhỏ ngoài kia, thấy trên tay nó là quả cam nát bươm, nước cam chảy ròng ròng xuống đất. Nếu hoàng thượng không chê, mạc tướng Trần Bình Trọng xin được lãnh nhiệm vụ triệu tập đội Thánh Dực Dũng Nghĩa để bảo vệ hoàng gia. Ta có nhiều dũng tướng như thế này thì lo gì không dẹp yên được giặc Thác chứ. Mọi người đưa nắm tay lên hô vang. Ba năm sau, Trương Văn Hổ nằm dài trên bãi cát, miệng ngậm một cành cỏ lao. Hắn uể oải đưa mắt ngắm bầu trời rộng lớn phía trên. Bên dưới chân, sóng biển xô vào bãi cát để lại những vệt dài. Đằng xa kia là hàng hàng lớp lớp thuyền lớn. Các phu lính đang y gạch nặng nề mang theo từng bao gạo. Kẻ khác thì sắp đặt khí giới, đàn dược. Một cánh chim hải âu chao lượn một vòng. Trương Giang Hổ đưa bàn tay lên cho nó đậu. Ba năm trước thua ở Giao Chỉ chẳng qua là do thiếu lương thôi. Năm nay đã có Giang Hổ này thì thua kiểu gì được, phải không mày? Con hải âu kêu lên một tiếng với phụ họa. Một hải tặc to cao tiến đến cất giọng. Đại ca, có tin về kẻ trấn giữ Vân Đồn rồi. Đúng là lề mề, giờ này mới có. Dạ, hắn tên là Trần Khánh Dư, trước có công nên được vua nước đó nhận làm con nuôi, phong làm phiêu kỵ tướng quân. Phải nói là vinh hiển tột bậc. Chỉ có hoàng tử mới giữ được chức này nha đại ca. Cái chức đó ngon lắm á, chứ đâu có giống như đại... À mà thôi đi, chua hết nha đại ca. Em còn nghe đồn là hắn còn dính dáng gian díu gian dâm với con dâu của Trần Hưng Đạo á. Mà đại ca biết Trần Hưng Đạo là ai không? Đừng nói là không biết nghe. À mà thôi đi. Bởi người ta nói dĩ giảng dơ giấy dễ dầu gì giấu giếm, xong rồi bị nọc ra quýnh một trận thừa sống thiếu chết luôn. Còn tài sản á, bị triều đình tịch thu hết trơn á trội luôn. Còn chưa hết nha, thằng chả còn phải tần tảo cày chật lăn lộn lê lết đi bán thang ở đầu đường xó chợ với cái đám hạ lưu lấy tiền. Đụng thời gian cái vua mới thấy tội quá, vua mới xá tội cho gì rồi mới phục chức cho hắn, rồi mới điều ra Vân Đồn trấn giữ nè. Cái gà này thú vị đây. Nghe nói lần trước hắn cũng tích cực đánh đuổi quân triều đình của chúng ta phải không? Dạ đúng rồi, gã đó nổi tiếng là ngang tàn như là đại. Mà thôi, mặc dù là hắn ta rất thiện chiến, nhưng trong đời sống cá nhân không có được lòng người khác lắm. Bọn quý tộc nhà Trần á, coi hắn như con ghẻ vậy á. Còn bọn dân đen á, nhìn hắn không có vui vẻ. Nhưng mà hắn không có quan tâm đâu đại ca ơi. Hắn muốn làm gì là hắn làm hả? Giống như là đại á. Mà thôi.
Thú vị, thú vị. Ta rất muốn gặp hắn một lần cho biết. Nếu không phải đứng ở hai bên bờ chiến tuyến, chắc ta với hắn giờ là bạn nhậu. Dạ đúng rồi. Trương Giang Hộ đứng dậy, khoác lại chiếc áo đen thiêu hình cá mập, nhưng vẫn phanh bồ ngực trần dạm dở, lững thững quay trở lại quân cảng. Ê, ôi, hàng quá hôm nay nhiều quá. Ờ, dạ. Ê, chắc hàng xuống đi. Dạ, dạ. Ủa, hàng đó lại. Ủa, dạ, chào thủ lĩnh. Bất chạy. Dạ, chào thủ lĩnh. 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 Các tay thủy thủ đang làm việc cũng gần lại chắp tay cung kính khi thủ lĩnh đi ngang. Quả thật, uy quyền của Trương Giang Hổ vô cùng to lớn, đến mức không đứa đàn em nào dám thở mạnh khi chủ soái bước tới. Giày của Trương Giang Hổ gõ lợp cợp trên sàn tàu. Hải tặc một đi sau tháp tùng. Hải tặc hai cầm bản danh sách đưa Trương Giang Hổ xem. Đại ca, khoảng 2 ngày nữa là toàn bộ lương thảo sẽ đầy đủ. Ngươi tập hợp đội hải hổ chưa? Dạ. Từ hồi đại ca về đầu quân cho người Mông Cổ, đám hải hổ tản mát khắp nơi, khó khăn lắm để mới cho người đi kiếm chúng lại được. Tuy nhiên cũng không được đầy đủ. Có mấy đứa còn chửi ngược đại ca nữa đại ca. Nó chửi đại ca lùn cuối người hầu, tàn hại dân tộc mình để mong vinh qua phú quý. Lũ ăn cháo đá bát, chính ta đã một tay huấn luyện cho chúng. Không có ta, chắc chúng còn đang lang thang đầu đường xó chợ ăn xin, chứ đừng có nói là thành viên của băng hải tặc khét tiếng hải hổ này. Lũ chúng nó không bao giờ làm được việc lớn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ở thời Tống, ta là tay ăn cướp, nguyên chúa Hốt Tất Liệt, hắn ta làm hải đạo dẫn lương, phong tước giang hồ. Thời đại này là của người Mông Cổ, và ta tự hào là một phần của đế chế vĩ đại này. Chỉ cần theo Trấn Nam Dương thoát quan, theo Bác Đô Ô Mã Nhi lấy giao chỉ làm quà dân nguyên chúa, ắt hẳn là đổi được nụ cười của ngài. Đại ca, cái thứ mà đại ca yêu cầu đã có rồi. Hải tặc hai dẫn Trương Giang Hổ và hải tặc một đi dọc hải cảng. Những cột buồm trắng muốt như mây vươn lên kiêu hãnh trên nền trời xanh. Trương Giang Hổ bước đến, lấy tay vén tấm vải bạc dòm vào bên trong, gật đầu nhếch mép cười đắc ý. Trần Khánh Dư, ta có một món quà nhỏ này tặng cho ngươi. Nửa tháng nữa chúng sẽ tiến sang Đại Việt. Soái hạm của Ô Mã Nhi sẽ đi trước để mở đường cho đoàn quân lương theo sau. Lão Triệu lật sắp thư. Trần Khánh Dư theo dõi nét mặt đăm chiêu của lão. Thuyền nhà Nguyên đã tập kết rất nhiều ở biển Quảng Đông. Vậy là chúng đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Nhật Bản. Sao lão biết vậy? Nếu như đánh Nhật thì phải đưa thuyền lên phía Cao Ly, từ đó mới dễ dàng đổ bộ. Còn chúng dồn hết xuống Lưỡng Quảng thì bảo đảm là sớm muộn gì chúng cũng sẽ tràn vào Đại Việt thôi. Thật ra triều đình của tôi đã chuẩn bị trước cả rồi. Nguyên chúa Hốt Tất Liệt biết nước tôi có vua mà vẫn phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương. Như vậy không phải là lấy cớ để đồng minh hay sao? Mấy năm trước, tuy được phục chức, nhưng tôi vẫn lu bờ trước hàng loạt tôn thất. Họ vẫn chưa coi trọng Khánh Dương này. Trần Khánh Dư nắm chặt bàn tay, ra vẻ quyết tâm cao độ. Lần này tôi phải chứng minh cho họ thấy rằng Trần Khánh Dư không phải là đứa con ghẻ của hoàng gia. Triệu Phục Hưng nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Trần Khánh Dư, rồi lão buông lời. Đi, anh đi theo tôi. Triệu Phục Hưng dẫn Trần Khánh Dư đến một gian phòng,
Trước mắt Trần Khánh Dư là hàng loạt chum, hũ, dại. Triệu Phục Hưng tiến đến một chum, mở nắp ra, khuấy đều và múc lên. Trần Khánh Dư nhìn chất nhựa sóng sánh chảy long tong xuống dưới chum. Tôi đã thu mua được một số loại nhựa cây và pha trộn chúng lại để ra được loại dầu này. Chúng rất bắt lửa, và một khi đã bắt lửa rồi thì không thể dập tắt được. Tuyệt vời. Lần trước khi quân Mông Thác xâm phạm Đại Việt, tôi đã quan sát kỹ. Hốt Tất Liệt là một tên bạo chúa ngông cuồng. Chắc chắn lần này chúng sẽ chuẩn bị còn kỹ lưỡng hơn lần trước, có thể đông lên gấp bội. Thứ duy nhất có thể giúp ta cân bằng được lợi thế đó là lửa. Những ngọn lửa này sẽ đưa chúng vào hỏa ngục. Nhưng mà nếu chúng đông như vậy thì bao nhiêu dầu mới đủ? À, lão Triệu nè, lão có biết điểm yếu của giặc Mông Thác là gì không? Lương chứ gì. Chính xác. Một đội quân dẫu có đông trăm vạn mà không có lương thì cũng chỉ là một đống phế thải mà thôi. Nhớ năm xưa Tào Tháo tranh hùng với Viên Thiệu, quân Tào so với quân Viên thì như trứng chọi đá. Vậy mà chỉ cần một đêm đốt cháy kho lương ô sào thì toàn bộ miền Hoa Bắc là của Tào Tháo. Lão thấy chưa? Thì tôi cũng nghĩ đó là lương mà. Từ Quảng Châu đưa thuyền tới thẳng Vân Đồn, rồi hướng về Vạn Kiếp, như vậy sẽ tiện lợi hơn là ì ạch kéo lương thảo vượt các quan ải núi non ở biên giới của hai nước. Nếu tôi cho đoàn thuyền lương của chúng thành tro bụi thì nhà Trần nhất định sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác. Cái đám Dương Hầu đó vẫn không phục Khánh Dư này hay sao? Người anh cần chứng tỏ không phải là đám quý tộc kia, mà là Hưng Đạo Dương. Tôi biết là dù giữa anh và gia đình ngài từng có xích mích, nhưng mà Hưng Đạo Dương rất tin tưởng nơi anh. Trần Khánh Dư lấy trong vạt áo ra một quyển binh thư. Triệu Phục Hưng mỉm cười, ánh mắt hấp hấy niềm vui. Đúng như vậy. Lão coi nè, đây là quyển Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Nó chỉ được phép lưu hành trong chi Vạn Kiếp. Vậy mà Khánh Dư tôi lại được biết lời tựa. Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Lão già này không phải tướng đánh trận, mọi việc còn lại phải nhờ anh vậy. Khánh Dư, hãy trả thù giúp tôi. Hãy để Mặt Bể trở thành mồ chôn của chúng, như cái cách mà chúng đã làm với hoàng gia của tôi. Người giỏi cầm quân thì không cần bài trận, người giỏi bài trận thì không cần phải đánh, mà người giỏi đánh thì sẽ không thua, còn người khéo thua thì sẽ không chết. Trần Khánh Dư và Triệu Phục Hưng đứng trên bon tàu Mông Đồng. Ông cho thả mấy chiếc thuyền cũ hết hạn sử dụng ra giữa biển để làm mục tiêu. Bên dưới là đội quân thủy chiến mang tên Bình Hải, có 30 đô, biên chế mỗi đô 80 người lính. Toàn quân có 30 chiến thuyền, mỗi thuyền có 30 lính chèo thuyền, tổng cộng 3.300. Đầy những thanh niên trai tráng khỏe mạnh của các vùng xung quanh Vân Đồn. Đáng lẽ không cho bối cá vào, nhưng nó năn nỉ quá, rằng mình rất muốn lập công với triều đình, nên đành phải cho theo. Cuộc chiến này thành hay bại là ở chúng ta. Quân Mông Thác có thôn tính được Đại Việt hay không thì trách nhiệm đó thuộc về chúng ta. Những mũi tiên phong ở ngoài biên ải,
Bên dưới các thanh niên dùng nắm đấm reo hò lên, dòng chữ sát thác trên vai mỗi người ánh đen tuyền trong nắng. Tiếng trống trận nổi thùng thùng, bối cá cũng hò hét, thân hình lỏng khổng của nó hoàn toàn lép vế giữa rừng cơ bắp cuồn cuộn xung quanh. Năm nay giặc sẽ đông gấp bội. Hiện chúng đang tập kết thuyền bè ở Lưỡng Quảng để đưa vũ khí và lương thực vào nước ta. Chỉ cần quân Bình Hải chúng ta hủy diệt được số thuyền này thì đã lập đại công cho triều đình, tên tuổi sẽ ghi vào sử sách. Chúng ta sẽ chia làm hai toán. Một toán sẽ tiếp cận thuyền lương của giặc rồi chút dầu lên, trong khi toán khác sẽ chèo thuyền xung quanh dùng chất cháy để thổi bùng ngọn lửa. Tất cả anh em đã rõ chưa? Đoàn quân của Ô Mã Di sẽ hộ tống các thuyền lương. Chúng ta không cần thiết phải giao tranh với chúng. Các anh em chỉ cần hướng thẳng đến mục tiêu quan trọng hơn và phóng hỏa. Trên biển là chiếc xoáy hạm to nhất, phía sau là các thuyền nhỏ hơn được giả làm thuyền lương. Trần Khánh Dư phất cờ, tiếng trống trên thuyền Mông Đồng nổi thùng thùng. Thủy quân Bình Hải chia ra làm nhiều mũi tiến công. Họ luồn lách xuyên qua những dải thuyền chiến của Mông Nguyên rồi tìm cách tiếp cận thuyền lương. Nè, thuyền chèo sát vào quá. Giãn ra, lửa bén vào là chết cả đám. Giãn ra. Trần Khánh Dư như một nhạc trưởng đứng trên mũi thuyền, ra sức giãy cờ theo hiệu lệnh. Thôi, cho họ nghỉ ngơi một chút đi. Không được, nếu chỉ có bao nhiêu đây thôi mà đòi nghỉ thì khi lâm trận làm sao mà đủ sức chiến đấu được. Tôi phải rèn họ như nung sắt ở trong lửa. Mỗi người lính của Bình Hải phải chống được 10 người. Triệu Phục Hưng không nói gì nữa, lão lại tiếp tục quan sát. Những người lính áp sát thuyền lương rồi trút dầu phóng hỏa. Sau đó nhanh chóng chuyển hướng chèo ra. Ngọn lửa bùng lên, sắc cam và sức nóng tỏa ra khắp một vùng, khiến ai nấy đều thất kinh. Một số thuyền sơ ý để bén lửa, thủy thủ phải nhảy xuống biển lặn sâu. Tôi đã nói là nó cháy dữ lắm mà. Sau đó thì chỉ có bức cỏ mà nhai trước khi cút hết về hang ổ của chúng mà thôi. Trần Khánh Dư, Triệu Phục Hưng và Bói Cá đứng nhìn ra mặt bể. Gió thổi lên lồng lộng. Các binh sĩ đang kiểm tra lần cuối các chảo dầu, tay chèo, vũ khí trước khi xuất trận. Anh em hãy nhớ lời ta dặn. Đánh nhanh, rút gọn. Không cần phải dàn dài. Chỉ cần tiếp cận thuyền lương, rút dầu xuống và châm lửa. Như vậy là được. Trần Khánh Dư quay sang hỏi Triệu Phục Hưng. Lão Triệu nè, lão có chắc là thuyền lương của địch đêm nay sẽ đến đây hết không? Gián điệp của tôi không thể nào sai được. Chắc chắn. Lần này chúng ta cần tung hết lực lượng ở dân đồn ra, đánh một trận thật lớn, ắt sẽ thu được toàn thắng. Bói Cá thông thạo địa hình và con nước của vùng này. Tôi sẽ để nó đem quân tiên phong lập công. Tôi và ông sẽ giữ lại một toán quân để đề phòng bất trắc. Anh không đi thì làm sao chỉ huy được?
Thằng nhỏ đó thì biết cái gì. Ông chắc là chưa quen việc chiến trường. Tư lệnh thì không nhất thiết phải xông pha tên đạn. Tôi nhớ bên nước ông ngày xưa cũng có Gia Cát Lượng. Ông ta ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm còn gì. Giả lại không thể nào bỏ hết trứng vào trong một giỏ được. À, vậy là anh không tin tôi. Nếu anh chia nhỏ đội thuyền ra, sẽ không thể nào diệt hết được những thuyền lương của quân Nguyên đâu. Tôi nói ít, mong anh hiểu nhiều. Trần Khánh Dư vẫn ngần ngừ. Nếu như đại sự bất thành, là lỗi tại anh. Triệu Phục Hưng nói xong quay bước đi đến một chiếc thuyền nhỏ. Nè, lão đi đâu vậy? Tôi sẽ không ở lại chờ quân Nguyên tàn sát đâu. Cáo từ. Không để Trần Khánh Dư kịp nói hết câu, Triệu Phục Hưng phất tay ra hiệu cho người chèo thuyền chèo đi. Trần Khánh Dư đứng nhìn chiếc thuyền mỗi lúc một nhỏ dần và biến mất giữa màn đêm hung hút. Sao lão này chết nhát quá vậy ta? Anh nghĩ là chắc lão ta vẫn còn ám ảnh vài môn hải chiến năm xưa. Lão hơi coi thường anh em mình quá rồi. Đại Việt chứ có phải Đại Tống đâu. Dâm ba cái thằng Nguyên Mông mấy năm trước á, không phải thoát quan cũng chui nhủi chạy về nước đó sao? Nghe anh dặn nè, ra trận không được kiêu binh, kiêu binh tất bại. Nhớ, chưa vào được quân Thánh Vực thì đừng có chết ngu nghe chưa. Trời ơi, yên tâm, thằng này ham sống sợ chết lắm. Mà nếu như có chết á, thì phải chết sao cho nó hoành tráng. Bối cá nghe răng cười khì khì, rồi vỗ vai Trần Khánh Dư thật chân tình. Khánh Dư cũng cười, xoa mái đầu bù xù của nó. Đôi bạn vong niên một già một trẻ này biết rằng đại địch sắp tới sẽ vô cùng khó xơi, nhưng họ đang nắm được lợi thế, tiên phát chế dân. Thôi được rồi, sẵn sàng cho anh bạn nhỏ. Sẵn sàng. Trần Khánh Dư bước đến, đưa tay lên nói với các anh em binh sĩ. Hỡi anh em, đêm nay là một đêm quan trọng. Cửa biển này sẽ là nơi quả thiêu tham vọng của bọn giặc Nguyên. Chúng sẽ đặt chân lên đất liền với những chiếc bụng đói cồn cào, như cá nằm trên thớt chờ chúng ta mổ thịt. Ta chờ tin của anh em. Mọi người bắt đầu triển khai chiến thuyền. Các đĩa dầu đã sẵn sàng. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo hơi muối biển. Khi chiếc tàu cuối cùng biến mất, cả một vùng biển cả chìm trong bóng đêm thâm thẳm mờ ảo. Tiếng gió u u hiu hắt vọng về. Trần Khánh Dư cùng một nửa đội thuyền còn lại vẫn kiên nhẫn chờ. Nhiều canh giờ trôi qua. Sao giờ này chưa thấy ai về hết vậy? Đáng lẽ là phải xong hết rồi chứ. Từ phía chân trời, một chiếc thuyền nhỏ quay về với một ít tay chèo. Còn lại không thấy tăm hơi những thuyền khác. Về rồi, về rồi. Trần Khánh Dư chạy thẳng ra biển, bước xuống nước đón những người trở về. Ủa, bố cá, sao chỉ có một thuyền về vậy? Còn mấy thuyền kia đâu? Đó không phải là thuyền chở lương. Chúng chở thuốc nổ. Cái gì? Thuốc nổ? Dạ. Khi các thuyền của ta trút dầu xuống rồi châm lửa thì thuyền địch phát nổ. Rồi còn ai sống sót không? Những thuyền may không nổ thì bị một đám quân cao to lưng xăm hải hổ từ đâu ùa tới, chém chém giết giết. Tôi thấy lão Triệu bước lên thuyền của giặc Nguyên đó. Trần Khánh Dư đứng chôn chân tại chỗ, nhìn lên thuyền của nó. Máu me dương dãi khắp trên sàn. Tớp lính còn lại cũng quá kinh hoảng mà không nói nên lời. Khánh Dư chợt tỉnh ngộ. Triệu Phục Hưng!